Hello, chào các bác nhá. Đó, hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về rất là nhiều các mặt hàng mới và hay ho để trân trọng gửi tới quý các anh chị và các bạn. Thì vẫn là quen thuộc rồi các bác nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho Phạm Huấn xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em để quý khán giả biết tới shop em nhiều hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng của bên em. Đó, hôm nay thì bên shop có rất là nhiều mã đồng giá 100k để trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn. Các bác nhớ theo dõi hết video nhá. Hôm nay thì bên shop có một số mã giảm giá. Một số mã giảm giá và một số mã đồng giá 100k các bác nhá. Thì các bác trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc, thì các bác đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em sẽ đi vào chi tiết luôn. Lưu ý các bác là đã gọi điện thì không nhắn tin và đã nhắn tin không gọi điện nữa để tránh việc shop em lên đơn nhiều lần. Thiệt hại đến shop như các bác phải nhận hàng mất thời gian mất là công. Nhiều mã giảm giá trong ngày hôm nay và nhiều mã 100k các bác nhá. Nhiều mã 100k bao ship luôn. Các bác có thể mua được hàng giá rất là rẻ và ưu đãi các bác nhá. Đó, thì đây là các cái số hotline của bên em, rất to rõ ràng luôn. Các bác có thể liên hệ. Đây là số tài khoản của em các bác nhé. Đó, các bác đơn hàng từ 1 triệu trở lên thì các bác phải chuyển khoản cọc. Đó, rồi lưu ý các bác vậy thôi. Vâng, cái sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái con bình nhiệt Đức các bác nhá. Đây, hàng Germany đi các bác này. Đó, hàng Germany đây. Đấy, hàng của Đức. Con này thì dung tích của nó là 1,2 lít các bác nhá. 1,2 lít đây. Con này bên shop đang bán với cái giá là 250.000. Hôm nay bên em còn 3-4 con nữa. Em sẽ thanh lý luôn cho các bác với giá là 210k con bình nhiệt Đức này các bác nhá. Hàng của thương hiệu bia các bác này. Con này thì các bác lên trên là bình nhiệt Đức các bác nhá. Con này thì vừa chịu nóng vừa chịu lạnh luôn các bác nhá. Đây nắp của nó đây. Đấy các bác ấn này là mở nắp ra này. Đấy, nút của nó đây các bác nhá. Đây nút của nó đây. Đấy, nút của nó, nắp của nó đây các bác này. Đó. Có giòn có giếc đàng hoàng các bác nhá. Đó, có giòn giếc đàng hoàng. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng made in Germany to đùng luôn các bác này. Đó, rất là chất luôn các bác nhá. Made in Germany. Đó, đây, vừa nóng vừa lạnh luôn của thương hiệu bia đây các bác này. Đó. À, mẫu này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị với cái giá rất là ưu đãi luôn. Đó là 210k và bao ship. 210k bao ship các bác nhá. Giá rất tốt luôn. Đấy. Thì bên em còn mấy mẫu nữa thanh lý nốt. Cái này các bác cốc rất là to, các bác dùng để làm cốc uống nước được luôn. Đấy, ấn nắp thì ấn ở đây các bác nhá. Ấn nắp ấn ở đây rất là tiện này. Đấy. Mở ra như này các bác nhá. Đây bên trong của nó là inox 304, có quai đeo luôn các bác nhá. Có quai đeo luôn, rất tiện dụng các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là bình nhiệt. Đấy, bình nhiệt Đức các bác nhá. Bình nhiệt Đức bên em đang gửi tới các bác với giá là 210k và bao ship. Còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho các bác. Đây, hàng made in Germany đi các bác này. Bình nhiệt Đức. Đó. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô mũ của quân đội Mỹ các bác này. Đây, earpod này. Đấy, mũ quân đội Mỹ này. Earpod mũ cảnh sát Mỹ đây. Earpod Posi các bác này. Đó. Con này thì hàng rất là đẹp luôn. Đấy, đẹp từ đường kim mũi chỉ luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị một cái mũ như này với cái giá là 100k và bao ship. Các bác lên cho em là mũ dàn gì 100k bao ship. Con này thì các bác có thể tự do điều chỉnh cái độ rộng các bác nhá. Cho nên các bác yên tâm. Đấy, đầu to đầu nhỏ đội được hết. Các bác có thể tự do điều chỉnh mũ dàn di rất là đẹp luôn. Có thể tự do điều chỉnh độ rộng quá này. Tự do điều chỉnh độ rộng rất là tuyệt vời luôn. Đó, đây, USA quá này. USA earpod quá nhá. Đó, đây, hàng rất là đẹp như này. Con này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi 100k. Các bác lên cho em là mũ dàn di. Mũ dàn di 100k bao ship quá nhá. Rất là giá rất tốt luôn. Mũ dàn di 100k bao ship. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái kéo cắt cành cán cam các bác nhá. Đấy, các bác lên luôn cho em là kéo cam. Đấy, kéo cam. Con kéo cam này thì bên em đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị với cái giá là đi 100k bao ship. Đó. Các bác lên cho em là kéo cam. Kéo cam 100k bao ship. Các bác mua con này thì các bác nhận được rất là nhiều ưu đãi này. Thứ nhất là hàng chuẩn Nhật các bác nhá. Thứ hai là các bác được tặng kèm thêm một cái lò xo. Thứ ba là cái giá thì nó rất là hạt rẻ luôn. Phải nói là giá rất hạt rẻ luôn. Tặng kèm lò xo như này các bác nhá. Các bác chỉ cần ấn ra ấn vàng này là ok. Đây. Đấy các bác xem này. SK5 Japan con này. Đó, SK5 Japan đây. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó. SK5 Japan. Đấy, con này thì bên em đang trân trọng gửi tới các bác cái kéo cam này với cái giá là 100k bao ship. Đây, toàn bộ chữ Nhật lòng hoàng hết các bác này. Đấy. Toàn bộ chữ Nhật lòng hoàng hết đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật các bác thấy không? Hàng bên em thanh lý được cái lô này giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đấy, thanh lý được cái lô này nói chung là giá rất là tốt. Cho nên là trân trọng gửi tới các bác cái giá cũng rất là ưu đãi luôn các bác nhá. Đó, giá rất ưu đãi luôn. Đó, đây em sẽ cắt test thử cho bác xem. Giá thì cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có 100k bao ship các bác luôn. Đây, em sẽ cắt thử cho bác xem nhá. Đấy, đây em cắt thử cho bác xem. Cái cành này nó to bằng ngón tay cái của em này. Em cắt thử cho bác xem luôn. Đó, đây, các bác xem nhá. Đây, cắt xong này, cái đầu của nó phẳng lì luôn các bác nhá. Đấy, không hề có một vết xước xây xước nào các bác nhá. Đó, đây các bác quan sát này. Đấy, đầu của nó phẳng lì như này các bác này. Đó, rất chất luôn các bác nhá. Đấy, cành to cành nhỏ cắt hết các bác nhá. Đó, đây, cắt chéo cắt thẳng này, cắt chéo này. Đấy, rất ngọt luôn các bác nhá. Rất ngọt luôn các bác thấy không? Đây, cắt chéo hẳn đi này. Đấy, rất ngọt luôn. Nói chung là rất là đẹp các bác nhá. Cắt cành rất là đẹp luôn. Đấy. Thì con này bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị với cái giá là đi 100k bao ship đây. Rất đẹp luôn các bác nhá. Cành to cành nhỏ chơi được hết.
Đấy, rất đẹp luôn. Giá chỉ có 100k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là kéo cành kéo cam các nhá, kéo cam 100k bao ship. Đây, sản phẩm như này các bác này. Đó, đây. Sản phẩm của nó đây các bác nhá. Sản phẩm đây rất chất lượng luôn. Đấy, em đã cắt test thử cho các bác xem. Rất chất lượng luôn. Đây. SK5 Japan này các bác này. Đó, SK5 Japan này. Hàng siêu chất luôn các bác nhá, hàng siêu chất luôn. Đấy, con này thì bên em có tặng kèm một lò xo luôn, giá cực kỳ ưu đãi. Các bác lên cho em là kéo cam. Kéo cam giá chỉ có 100k, bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Các bác không thể mua được ở đâu cái kéo này mà giá tốt như này. Tính ra tiền ship nó mất 20-25 nghìn rồi. Đấy thì là các bác mua cái kéo này vào có 80 nghìn cái kéo này thôi. Giá quá rẻ luôn các bác nhá. 80k cái kéo này giá quá rẻ luôn. 100k bao ship, các bác lên cho em là kéo cam 100k bao ship. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô bút điện này các bác nhá. Các bác lên cho em là bút thông mạch các bác nhá, bút thông mạch. Con này thì hôm nay bên shop cũng thanh lý cho các bác với giá rất là tốt luôn, cũng 100k. Con này thì bên em không bao ship được các bác nhá. Đó. Tại vì con này thì trước em đán 100-120 cơ, nhưng mà bây giờ thì thanh lý cho các bác với giá là 100k. Cho nên là con này thì bên shop không bao ship các bác nhá. Đấy, phí ship là 20 nghìn thành 120. Đó, thành 120 các bác nhá. Đó. Đây em sẽ test điện cho các bác xem. Đó, em sẽ test điện cho các bác xem các bác nhá. Đó, đây. Đây test điện cho các bác xem luôn. Đây. Đấy, điện dương là nó lên màu đỏ này các bác này. Đấy, đỏ lư này luôn. Đấy, điện âm thì nó chỉ có xanh này thôi. Đấy, xanh như này các bác nhá. Đó. Còn điện dương thì nó màu đỏ này. Đấy, đỏ luôn các bác nhá. Đó, đây các bác nhá. Đó, rất là đỏ luôn. Nói chung là sáng to rõ ràng. Còn đo thông mạch thì đây, các bác biết rồi. Đấy. Đây đo thông mạch thì nó như này các bác nhá. Đây. Đấy, như này là thông mạch này. Đây người em này từ tay nọ sang tay kia thì nó là một cái mạch điện liền đấy. Đấy, thông mạch luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo bên shop sẽ lên cho bác trong ngày hôm nay. Đó là bên em tiếp tục về cái lô nạo ba món các bác này. Đấy. Con nạo ba món này thì bên em đang trân trọng gửi tới các bác với giá là 70.000. Hôm nay bên em cũng thanh lý luôn cho các bác với cái giá là 50k các bác nhá. 50k con nạo ba món này. Đây, một bộ của nó như này các bác nhá. Một bộ của nó như này. Bao gồm là 3 món các bác, bao gồm là 3 món. Đây, em sẽ giải ra cho các bác xem. Đấy, bao gồm là 3 món như này. Nói chung là hàng hàng Nhật cực kỳ là chất lượng luôn các bác nhá. Đó, cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, một bộ của nó 3 món như này các bác này. Đấy, 3 món rất đẹp như này. Bao gồm là cái con nạo to này thì nạo được cả vỏ cả sợi luôn. Con này nạo cả vỏ cả sợi các bác nhá. Đấy, con bé này thì chuyên về nạo vỏ này. Con bé này chuyên về nạo vỏ và tạo hình bánh các bác nhá. Cái đuôi này các bác có thể tạo được hình bánh này. Đấy, tạo hình bánh này. Còn con này thì các bác có thể vừa nhổ lông này. Đây, cái đằng sau này các bác nhổ lông này. Đằng trước này thì các bác có thể là nạo này, gọt hoặc là làm các cái lòng gà, lòng vịt rất là ok. Đấy, một bộ như này. Hàng của Nhật giá chỉ có 50k thôi các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ nạo 3 món 50k. Giá quá bình dân luôn các bác nhá. Đó, hôm nay em lên hàng toàn những cái mặt hàng giá cực kỳ là bình dân, giá tốt để phục vụ các bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là nạo 3 món. Đấy, lên mã giúp cho em nạo 3 món các bác nhá. Đấy, nạo 3 món giá chỉ có 50k thôi. Đây. Đấy, lên cho em là nạo 3 món. Đây, các bác lên cho em là nạo 3 món 50k các bác nhá. Nạo 3 món 50k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô lọ tinh dầu này các bác. Lọ tinh dầu, đấy. Cái lọ tinh dầu này thì hôm nay bên em về giá cũng rất là tốt luôn. Đấy. Một cái lọ tinh dầu như này, các bác lên cho em là tinh dầu lọ các bác nhá, tinh dầu lọ. Đấy, hoặc là rồi, lên cho em là tinh dầu lọ, 60k một lọ này thôi các bác nhá. 60k một lọ này. Giá cực kỳ bình dân luôn. Ở đây của nó thì có là một lọ tinh dầu này. Đấy, một lọ tinh dầu rất là đẹp như này. Và các cái bấc như này các bác nhá. Đó. Các bác muốn ra nhiều hương thì các bác cho nhiều hương, còn muốn ít hương thì các bác cho ít hương. Đấy, các bác lên cho em là lọ tinh dầu. Đây, lọ tinh dầu của Nhật các bác nhá. Đấy, rất là thơm luôn. Hương hương thơm tự nhiên các bác nhá. Về các bác tháo đem cái nắp này ra, cắm cái bấc này vào. Cắm cái bấc này vào là mình sử dụng thôi. Đó. Các bác lên cho em là lọ tinh dầu. Cái này các bác có để trong phòng ngủ, phòng tắm, nhà vệ sinh, toilet các kiểu là điều được luôn. Đó, trên ô tô để đâu cũng được các bác nhá. Đây, rất là đẹp luôn các bác này. Đó, rất là chất luôn. Cắm cái bấc này vào. Đây. Đấy, nó như trên hình này các bác này, như trên hình đây. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng trong nhà phòng rồi các kiểu là điều được luôn. Đấy, ở trong các nhà hàng khách sạn họ hay dùng đấy, rất là thơm luôn. Và trong nhà nó cứ thơm phức luôn. Đó. Các bác lên cho em là lọ tinh dầu. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 60k cái lọ tinh dầu này các bác nhá. Đó. Lên cho em là lọ tinh dầu đây, lên cho em là lọ tinh dầu 60k các bác nhá. Lọ tinh dầu 60k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô bảng tô đây các bác nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là bảng tô. Đấy, con bảng tô này thì bên em đang trân trọng gửi tới bảng tô của Nhật đây. Con này thì bên em đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị, cái giá cũng rất là tốt luôn. Đó, giá rất tốt luôn các bác nhá. Con này thì hôm nay bên em đang bán là 100k, hôm nay thì bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là bảng tô các bác nhá. Đó, bảng tô. Đây. Lên cho em là bảng tô. Bên em gửi cho các bác giá là 100k và bao ship các bác nhá. 100k bao ship luôn. Lên mã giúp cho em là bảng tô, 100k bao ship các bác nhá. Giá siêu tốt trong ngày hôm nay luôn. Đây. Sản phẩm được các bác nhận được hàng thì trong hộp như này các bác này. Đấy, trong hộp như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng rất đẹp các bác nhá, chất lượng.
Ở đây nó có một cái bút này. Đấy, và đằng sau này nó có công tắc không nhá. Đấy, con này thì nó chạy bằng pin năng lượng mặt trời, cho nên các bác dùng không lo hết pin. Đây, mở lên. Các bác mở cái công tắc này lên chưa? Đây có cái công tắc đằng sau có cái nút khóa mở khóa này, mở lên chưa? Sau đó thì mình sử dụng thôi. Viết này. Đấy, các bác lên YouTube các bác gõ cho em là Phạm Huấn các bác nhá. Đó, gõ cho em là Phạm Huấn này. Đấy, lên YouTube gõ cho em là shop Phạm Huấn là ra. Đó, hoặc Phạm Huấn cũng được. Xóa này. Đấy, trẻ em thả sức sáng tạo luôn các bác nhá. Viết vẽ này, gõ gạc đập phá thoải mái luôn các bác nhá. Đó, xóa đi. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đấy, để cho các em nó tránh xa máy tính, tránh xa điện thoại, rồi là thỏa sức sáng tạo vẽ, rồi tô, rồi tập ký tên các kiểu con là điểu luôn có nhá. Đó, một cái bảng tô đẹp như này. Đấy, để cho các em tránh xa điện thoại, tránh xa máy tính bảng. Giá thì cực kỳ là tốt luôn. Đấy, bên em đang gửi tới các bác một con bảng tô như này. Giá chỉ có là 100k và đã bao gồm phí ship các nhá. 100k bao ship luôn. Các bác lên mã giúp cho em là bảng tô 100k bao ship, giá rất tốt cho các bác luôn, để trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn. Đó. Giá rất tốt cho bác luôn, bảng tô 100k bao ship. Đó, tiếp tục trong cái chương trình 100k ngày hôm nay thì bên shop tiếp tục về cái lô thìa. Đấy, thìa và đũa inox. Đấy, cùng là 100k bao ship nhá. Đầu tiên em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đây. Đó là cái con đây, con này là con đấy, con này là con thìa dài các nhá. Các bác lên cho em là thìa dài. Con này thì bên em cũng đang gửi tới các bác cái giá là 100k. 100k con thìa dài này, đây. Đấy, thìa dài các nhá. Quá lên mã cho em là thìa dài. Hàng cực kỳ dày dẫn nó chắc chắn luôn. Nói chung là không thể chê vào đâu được. Inox 304, hàng của thương hiệu Willing của Đức các nhá. Đây. Đấy, các bác trông thấy chưa? Mấy con thìa rất là đẹp luôn. Thìa dài rất là đẹp luôn. Một vỉ này của nó là 5 cái nhá. Hàng cực kỳ là dày các bác nhá, rất dày. Các bác nghe cái tiếng gõ kêu là biết thôi. Đấy, hàng của thương hiệu Willing của Đức các bác này. Đây, hai hình người đây các bác nhá. Đấy, hai hình người đây. Và hàng đến từ Đức các bác nhá. Đấy, rất là chất lượng luôn. Đến từ Đức rất chất lượng luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Các bác lên mã giúp cho em là thìa dài. Đây, các bác nhá. Đây, hàng của thương hiệu Willing này. Đây, Willing in Germany đi các bác này. Đó, Willing in Germany đi các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Một vỉ như này của nó thì bao gồm là 5 chiếc các bác nhá. 5 chiếc như này. Đấy, một vỉ của nó là 5 chiếc như này. Rất là đẹp xinh luôn các bác nhá. Đó, một vỉ này. 5 chiếc rất đẹp xinh luôn. Giá thì bên em đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Chỉ có 100k, 5 cái thìa bao ship rồi. Tiền ship mất 20.000 rồi, nói chung là còn có 80.000, 80.000 5 cái thì chỉ có hơn chục nghìn thôi. Đấy, tiếp theo là các bác lên mã giúp cho là thìa ngắn quá nhá. Thìa ngắn cũng 100k bao ship luôn. Cũng 100k con thìa ngắn này bao ship luôn. Đây, thì sản phẩm còn nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, hàng của Đức và xuất sang Nhật các bác nhá. Hàng Đức xuất Nhật đây. Đấy, Germany đi các bác này. Đó. Hàng này thì quá chất rồi các bác nhá. Đó. Hàng này thì quá chất rồi, khỏi phải bàn rồi. Đấy. Đây, một bộ của nó là 5 chiếc các bác nhá. Hàng này thì nó là thìa ngắn. Hàng này thì là dòng cũng đều là dòng của Đức xuất Nhật hết các bác nhá. Rất chất lượng luôn. Đấy, thìa bằng inox 304, đấy, cũng của thương hiệu Willing luôn, hai hình người này, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn quá nhá. Hàng inox 304 sáng bóng luôn quá nhá. Inox 304 sáng bóng luôn. Đó. À, cái set này thì bên em đang gửi tới các bác cũng 100k, 100k bao ship luôn. 100k bao ship quá nhá. Đó, các bác lên cho em là thìa ngắn quá nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là thìa ngắn 100k bao ship quá nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái đũa inox ấy. Đấy, các bác lên cho em là đũa inox cũng 100k bao ship luôn. Đó, hôm nay thì mình rất là nhiều mã 100k bao ship nhá. Một vỉ này của nó bao gồm là 5 đôi này, bằng inox luôn coi nhá. Đó, inox. Inox 304 coi nhá. Đây, cũng của thương hiệu Willing hai hình người luôn. Đây, Willing hai hình người luôn coi này. Đó, đây. Willing hai hình người đây, cũng inox 304 coi nhá, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, thì một vỉ như này, bên em 5 đôi, giá là 100k bao ship cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là đũa inox coi nhá. Lên cho em là đũa inox. Đấy. Các bác lên cho em là đũa inox 100k bao ship coi nhá. Đó, rất là hợp lý luôn, giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo là bên shop tiếp tục về cái lô màu vịt các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là màu vịt. Con màu vịt này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 190k bao ship nhá, 190k bao ship. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, hộp của nó là hộp gỗ các bác nhá. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà cho con cháu nhà mình rất là ok. Đây, nắp của nó đây các bác này. Hàng của Nhật nó rất là chất luôn. Đấy, một bộ của nó như này, rất là nhiều chi tiết luôn. Bộ này của nó phải tới hàng trăm chi tiết các bác nhá, rất là nhiều chi tiết luôn. Có màu nước này, màu chì này, rồi màu sáp này, rồi màu bột này các bác nhá. Màu nước, màu chì, màu sáp, màu bột, rất là nhiều các loại màu như này. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị, giá cực kỳ là tốt luôn các bác nhá. Giá rất là tốt luôn. 190k một bộ này, bao ship luôn. Hộp của nó là hộp gỗ các bác nhá, hộp gỗ, hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Đó, rất chất lượng luôn đây các bác này. Đó, các cái giải màu như này để các em có thể thỏa sức lựa chọn vui chơi khám phá, cũng như là màu sáp này, màu bột này, màu chì, màu nước, rất là nhiều loại màu luôn. Đó, giá bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 190k. 190k bao ship nhá, 190k bao ship luôn. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô đây,
vòi đồng có nhá, vòi đồng tăng áp. Đây, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp có nhá, vòi đồng tăng áp. Bên em đang gửi tới các bác với giá của một cái con vòi đồng này là 50k, 50k một con vòi đồng này có nhá. Đó, 50k một con vòi đồng như này. Các bác lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp 50k. Đó, bên em gửi tới các bác. Đấy, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp 50k con này có nhá. Đó, 50k một con vòi đồng tăng áp này. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Bằng đồng đúc nguyên khối thôi nhá. Đấy, các bác có thể mua về để xịt rửa sân xe cộ rồi làm các cái công việc tưới rau, tưới hoa, tưới cây rất là ok luôn. Vòi đồng tăng áp 50k các bác nhá. Đó. Tiếp theo là các bác lên mã giúp cho em là tăm bông. Một hộp này của nó là 40k. Đấy, 200 cái các bác nhá. 200 cái. Đấy, 200 cái luôn. Đó. Hàng thì rất chất lượng rồi các bác nhá. Hàng này thì nói chung là hàng khỏi phải bàn rồi. Hộp này của nó là 200 cái. Nó là hàng hai đầu các bác nhá. Hàng hai đầu luôn. Tăm này là kháng khuẩn các kiểu con là điểu luôn đây các bác. Đấy đây. Một hộp này của nó là 200 cái và nó có hai đầu, một đầu nhọn và một đầu tròn. Đầu nhọn, đầu tròn các bác nhá. Hàng cực kỳ uy tín luôn. Đấy. Này là tăm bông y tế các bác nhá. Đây, 100% là sợi cắt tông hết các bác nhá. 200 chiếc. Rất chất lượng luôn. Đó, đựng trong hộp này. Sạch sẽ vệ sinh, kháng khuẩn các bác nhá. Kháng khuẩn. Đóng gói cẩn thận như này các bác nhá. Rất chất lượng luôn. Đấy, 200 chiếc các bác dùng thì cực kỳ là ok và ngon lành luôn. Đó, con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá con tăm bông này, giá là 40k. Các bác lên cho em là tăm bông 40k các bác nhá. Tăm bông 40k.